Mặc dù bị cô Điền phản đối kịch liệt, thế nhưng Ngũ Tam và Tần Thanh vẫn nhất quyết ở bên nhau. Cô Điền rất tức giận vì con trai không nghe lời. Bà nói kể từ giờ không quan tâm chuyện của hai đứa nữa, muốn làm gì thì làm. Ngũ Tam không biết cách dỗ dành mẹ, Tần Thanh một mình đến gặp cô Điền, dùng hết sự chân thành của mình, cuối cùng cũng nhận được sự công nhận của bà. Cả hai người quyết định không tổ chức đám cưới mà chỉ đi du lịch tận hưởng tuần trăng mật bên châu Âu. Sau bao ngày suy nghĩ, Chân Chân cuối cùng cũng quyết định viết thư ly hôn đưa cho Tô Tự Sơn. Khi cầm lá thư ly hôn của vợ, Tô Tự Sơn thực sự rất sợ hãi. Bao năm qua, anh đã không là một người chồng tốt, luôn bắt cô phải đợi chờ anh. Tô Tự Sơn để thư cho vợ, nói hết những suy nghĩ anh luôn giấu kín, hy vọng cô cho anh thêm cơ hội. Anh mở họp báo, quyết định nghỉ hưu sớm, mở một quán cà phê, cùng vợ sống những ngày tháng ngọt ngào và hạnh phúc. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.